Hãy ủng hộ kênh của Kitty bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Nếu các bạn có cần mua vật dụng trên Amazon, xin hãy bấm vào link dưới đây, dưới phần description hay comment để ủng hộ cho kênh của KT nhé. Mình cũng có một cái website chia sẻ công thức nếu các bạn nào muốn xem hoặc in ra vào trang ktfoodie.com. Cảm ơn các bạn. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn bí quyết pha bột để làm bánh cuốn, bánh ướt như thế nào để cho nó mịn, nó mỏng và rất là ngon. Để làm cái món này các bạn rất là đơn giản. Mình cần bột gạo, bột khoai. Này gọi là bột khoai tinh khiết ha. Thì bột gạo của mình mua là loại này nè các bạn, loại bột gạo Vĩnh Thuận gọi là rice starch đó các bạn. Tinh gọi là tinh bột gạo. Thì cái bịch này á là 400g sẵn rồi, cho nên mình sẽ làm hết cái gói này luôn. Còn bột khoai á thì mình chỉ cần có 100g bột khoai. Các bạn nhìn kỹ giúp mình nha, cái này gọi là potato starch. Đó. Cái hình nó nhìn như vậy nè. Thì bạn mua hiệu nào cũng được, miễn sao nó là gọi là potato starch ha các bạn ha. Thì mình sẽ cần gia vị để làm nước mắm. Bây giờ mình bắt đầu mình đi pha bột, rồi sau đó mình sẽ chia sẻ cái cách pha nước mắm sao cho nó ngon ha. Thì trước hết mình sẽ cân. Mình cân 100g bột khoai tây. Đó, đây là 100g bột khoai tây nha các bạn. Và mình cho gói bột gạo vào đây hết luôn ha. 400g. Kế đến đó, mình cho vào đây 1 teaspoon muối, muối biển. Thì cái teaspoon này nó sẽ nhiều hơn cái muỗng cà phê chút xíu. Và mình cho vào đây 1 lít nước. Và sau đó là 680ml nước. Nước này là mình sử dụng nước ấm nha các bạn. Đừng có dùng nước lạnh nha, dùng nước ấm á. Bạn có thể là pha từ, mà nghĩa là tổng cộng nước ấm á, là 1680ml nước ấm. Sau khi mình quậy nó đều như vậy nè các bạn, mình cho vào đây 2 muỗng tablespoon dầu. Dầu ăn á các bạn. Đó, quậy đều nó lên. Và sau đó mình để cho nó bột, mình ủ bột, tức là mình để đó khoảng nửa tiếng cho tới tiếng đồng hồ rồi mình mới làm để cho bột nó nở đó các bạn. Làm trong lúc mình chờ đợi bột á, bột nở thì mình làm nước mắm. Mình cho một chén đường vào đây. Và hai chén nước ấm nha các bạn. Đó. Mình quậy nó lên cho nó tan đều. Thì cái tỷ lệ rất là đơn giản, mình làm cái này tỷ lệ đơn giản lắm. Đường với là nước mắm bằng nhau, còn nước á, thì phải gấp đôi. Thì sau đó cái này là cái cơ bản, rồi bạn mới nêm nếm lại theo cái khẩu vị gia đình của mình nha. Thì theo bạn muốn ăn nhiều hay ít thì mình làm, mình tăng nó lên. Ví dụ như 2 chén đường, 2 chén nước mắm, 4 chén nước. Ví dụ mình muốn tăng lên thì nó như vậy. Nước mắm này nếu mà bạn muốn để lâu á, thì bạn nên nấu cho nó sôi lên, sôi lăn tăn thôi, rồi sau đó mình tắt lửa, mình để nguội mới dùng được. Bởi vì khi mà nước mắm này nó còn nóng á, nó sẽ có cái mùi rất là hăng. Còn bây giờ mình pha mình ăn liền á các bạn, cho nên mình không có cần đun sôi nó lên. Đó, thì sau khi đường nó tan hết nè, mình cho nước mắm vào đây. Cái loại nước mắm này á, thì mình không có dùng giấm hay là chanh nha các bạn. Đó, mình ăn như vậy nè. Tùy theo khẩu vị của gia đình bạn. Nếu bạn thích ăn chua chua thì bạn cho chanh vào đây. Đó, rồi một lát cái mình cho ớt vào đây nữa. Vậy là xong rồi các bạn. Đó, bây giờ mình nêm nếm theo cái khẩu vị gia đình nè. Ngọt ngọt, mặn mặn, rất là ngon luôn. Rồi mình để đây nha. Bạn nào thích ăn chanh thì nặn vô chút xíu nha. Trong khi chờ đợi bột nở các bạn, thì mình sẽ làm tôm cháy. Cái này dành cho bạn nào thích ăn tôm cháy nha, mà không có tôm khô á, thì mình sẽ làm tôm tươi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 1 muỗng tablespoon dầu, mà dầu hành phi. Dầu hành phi nghĩa là sao, là tức là cái dầu á, mình phi với là cái hành tím, hành hương á các bạn,
để mình lấy cái dầu thì nó sẽ thơm ngon hơn. Cái này thường thường ta làm tôm khô, cái tôm cháy á các bạn, thường thường thì người ta sẽ làm bằng tôm khô, nhưng mà mình sẽ chia sẻ cái cách làm tôm tươi để cho dành cho bạn nào mà không có tôm khô ở nhà thì có thể làm bằng tôm tươi. Thì bây giờ mình sẽ dầu nóng rồi mình cho tôm vào đây ha. Mình sẽ không có nêm nếm gì nhiều ở trong đây đâu các bạn, bởi vì á, là một lát mình ăn với nước mắm á, cho nên mình sẽ cho một ít tiêu vào đây, tiêu trắng nha, tiêu là tiêu trắng nè, mình cho khoảng chút xíu thôi, khoảng 1/3 muỗng cà phê tiêu trắng. Mình cho vào đây một muỗng gạo ngan của bột súp gà. Một muỗng cà phê á các bạn, gạt ngang bột súp gà và một muỗng tablespoon dầu hạt điều để cho nó có cái màu đẹp á. Bạn nào mà không có cái dầu hạt điều á thì các bạn có thể tự làm, mình có chia sẻ công thức làm cách làm dầu hạt điều á. Đó, như vậy thì nó có cái màu rất là đẹp. Tôm mình mua về các bạn nhớ rửa cho sạch với lại muối á, lọc vỏ xong mình rửa cho sạch với lại muối nha. Rồi sau đó mình cắt hạt lựu như nè, nhớ lấy cái chỉ đường chỉ đen ra rồi cắt hạt lựu như nha các bạn. Đó, mình cho cái dầu hạt điều vô thì cái màu tôm của mình á nó sẽ đẹp hơn. Mình đang là để lửa vừa nha các bạn, từ số 1 tới số 9 á mình để số 6. Cái dầu với lại cái nước sốt nè, cái nước từ trong tôm ra rồi mình sẽ tắt lửa để cho nó ráo khô trước đi ha. Bây giờ mình sẽ cho lửa lên cao từ số 1 tới số 9, mình để hết maximum số 9 luôn. Hồi nãy là mình để vừa để cho tôm nó chín á. Sau khi mình rang khoảng 1 phút cho tới 2 phút thì mình dặn lên số lửa lớn. Làm như vậy là tôm nó sẽ ráo nhanh hơn. Đó, bây giờ là tôm ráo nè các bạn. Cái màu đẹp dễ sợ chưa nè. Là mình tắt lửa nha. Và mình để nguội một lát mình mới đi xay cho cái tôm nó bong ra nó đẹp lắm. Cái này là gọi là giả chiến, thì thường thường á, người ta sẽ làm tôm khô nhưng mà cũng có chỗ làm tôm tươi, tại vì tôm khô nó mắc hơn. Tôm tươi thì nó sẽ rẻ hơn mà nó cũng làm cũng nhanh nữa các bạn. Tôm khô bạn phải ngâm nước cho nó mềm rồi mới đem xào. Đó, vậy nè, xong rồi đó. Bây giờ mình để cho nó nguội rồi mình đem xay nha. Đây, bây giờ tôm nguội rồi mình sẽ xay tôm ha. Cái máy này mình mua lâu rồi, có nhiều bạn hỏi mình mua ở đâu. Thì cái máy này lâu lắm rồi cho nên là cái hiệu Cuisinart nè các bạn. Các bạn bây giờ nó ra cái hiệu, cũng là hiệu này nhưng mà cái màu nó khác. Thì mình sẽ để cái link ở phía dưới phần description nha, để cho bạn nào muốn mua cái máy này ha. Rồi mình xay tôm lại. Cái màu đẹp không các bạn? Màu quá đẹp luôn. Đây nè các bạn. Mình tiếp tục mình xay cho xong cái phần còn lại ha. Này là tôm tươi cho nên nó ướt, thì mình sẽ cho ngược lại cái chảo nha các bạn. Sau khi mình xay xong á, mình sẽ cho ngược lại cái chảo và mình xấy lại thêm cho một lần nữa mới gọi là tôm cháy ha. Đó. Và mình nếu mà cái màu này nào chưa có đủ vàng cho các bạn á, thì các bạn giúp mình là cho thêm một ít màu dầu hạt điều giống như hồi nãy á các bạn. Nhưng mà cái này mình đừng có để lửa cao quá nha, để lửa nhỏ nhỏ thôi. Từ số 1 tới số 9 mình để số 4 thôi. Đó, và mình sẽ cho vào đây một ít dầu hành hành tím đó các bạn. Hành tím mình phi lúc nãy á. Rồi mình sẽ sấy cho nó ráo ráo một chút, nó tơi ra là xong rồi. Các bạn thấy cái màu đẹp dễ sợ không? Màu gạch tôm á, màu giống như là mình không có bỏ cái màu gạch tôm vô đây, mình chỉ bỏ màu hạt điều thôi. Cái dầu hạt điều á, nó ra cái màu đẹp dễ sợ luôn nè.
Đó, nó bơ tơi lên như vậy nè các bạn, là nó xong rồi đó. Giờ mình tắt lửa ha, và mình để nguội. Rồi mình sẽ đi tráng bánh, cuốn tráng bánh sau đó mình mới bỏ nó vào. Đợi cho nó nguội một chút nha các bạn. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mở cái lửa lên. Mình bắt đầu mình tráng nha, tráng bánh. Thì trước hết mình sẽ cho một ít dầu vào đây. Dầu này là dầu hành tím nha các bạn. Mình phi với hành tím á, cho nó thơm. Thì từ cái lửa mình đừng có mở cao quá, từ số 1 tới số 9 mình để khoảng số 2 thôi, hay là số 3 thôi, tùy theo cái độ mạnh của lửa của các bạn. Mấy cái đầu tiên bạn đổ sẽ thấy không có đẹp đâu ha. Mấy cái đầu tiên á, thì cái lửa nó chưa có đều với cái chảo nó chưa có nóng đều á. Thì mình mỗi lần mình làm mình nhớ quậy bột lên giùm nha. Bạn bộ quậy bột như vậy á, thì nó không có bị lắng động bột ở dưới á. Mình cho vào đây. Mình làm thiệt là nhanh. Và mình đổ cái dư lại trong cái thao bột và mình đậy nắp thiệt là nhanh luôn. Mà nhớ đừng có đẩy lửa cao quá. Khi mà cái bánh của bạn bị rỗ á, nghĩa là cái lửa nó quá cao. Mà cái này nó mau chín lắm các bạn. Mình làm cái chảo nhỏ cho nên là nó rất là mau chín. Mà cái mình tráng cũng mỏng nữa. Đó. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra. Trong vòng chưa tới 30 giây là bánh chín rồi nè các bạn. Ủa cái phone nó đang reo, sorry các bạn. Thì bây giờ mình sẽ... Các bạn lấy ra như vậy nè, giúp nó. Rồi mình ụp nó ra. Đó. Thì cái đầu tiên mình theo mình nói đó, là nó sẽ không có đẹp. Rồi các bạn lấy cái khăn giấy nè, nhớ chùi cho sạch cái lớp bột nó còn dính lại trong cái chảo á. Và mình thoa cái dầu kế tiếp. Mà bạn nhớ cái chảo mình phải nóng, bởi vì khi mà bạn nhấc nó ra, bạn để nó lâu quá, rồi cái chảo của mình nó sẽ bớt nóng lại. Làm cái này nó giai đoạn này mình thấy là phải nhanh nha các bạn. Nè. Rồi, mình bỏ ra, mình đẩy nắp lại. Còn cái này á, thì nó bị rỗ rỗ nè. Tại lửa nó nóng quá mà nó chưa có đều nữa. Mình cho chút xíu tôm vào đây. Tôm cháy á. Bạn nào thích ăn tôm cháy thì bỏ tôm cháy. Còn không mình bỏ hành phi hay là mỡ hành ha. Mình vừa làm xong cái đó là bên đây xay qua là bột nó chín á. Bạn nhìn nè. Đó, như vậy là nó chín rồi đó các bạn. Nó trong veo vậy là nó chín rồi đó. Chừng nào nó đục đục là nó còn sống ha. Mình ụp nó ra. Cái con giấy chùi nó bớt. Mấy cái đầu tiên nó không có đẹp cho nên bạn đừng có nản nha. Mình làm một lát là mình đều tay. Khi mà bạn thấy nó rỗ rỗ, bây giờ nó hết rỗ nè các bạn. Nó rỗ rỗ nghĩa là nó cái chảo mình lửa nó nóng quá đó. Cái này là mình để nó ra hơi lâu nè. Mình lấy cái chảo ra mình lấy nó hơi lâu á, cho nên nó không có dính lại. Khi mà bạn đổ bột vô mà nó dính vô cái chảo, nghĩa là cái chảo nó vừa đủ nóng á. Bây giờ mình sẽ cho hành phi. Và mình nhớ bỏ một chút xíu dầu lên đây để cho nó cái bánh của mình nó mượt và nó không có bị dính lại. Nè các bạn, nhìn nó mỏng, nó đẹp không? Ừ. Cái này thì mình sẽ cho một ít tôm vào đây. Tôm cháy. Tôm cháy này làm kiểu làm cách này ăn rất là ngon mà tươi nữa các bạn. Và mình cho một ít xíu dầu lên đây. Đó, làm xong là mình cái này là nó xong rồi nè. Đó, tiếp tục lên đây các bạn nhìn nè, cái bánh á, cái bột á, nó rất là mỏng luôn á. Bây giờ mình cho hành phi vào đây. Bạn thích ăn mỡ hành thì làm mỡ hành bỏ vào ha.
Bạn nào thích ăn gì thì bỏ vào. Quét một lớp dầu lên đây. Là cái bánh của mình nó mỏng ướt lắm nè. Mình cho các bạn xem nè. Đó, nhìn nó mỏng thiệt mỏng không các bạn. Rất là đẹp luôn á. Rồi bây giờ mình đổ tiếp nha. Tại vì mình muốn cái chảo nó phải nóng, nóng đều á các bạn. Đó, bạn nghe cái xèo như vậy là nó nóng đều rồi đó, nó nóng á. Rồi mình đổ cái bột lại. Mình làm cách này thì cái bột của mình nó rất là mỏng. Đó. Mình làm một lát là bạn quen tay á, cái là bạn làm được à. Đừng làm lúc đầu giống như mình nói, đừng có nản, mấy cái đầu tiên nó không đẹp á, không đừng có nản ha. Đây mình làm được một ít đây nè. Cho các bạn xem nè. Đó, nhìn hấp. Cái này á, thì mình sẽ cho tôm vào. Cho nhiều nhiều vô, ăn cho nó ngon. Ở nhà mình mới làm chất lượng như vậy các bạn ha. Ở ngoài thì là dĩ nhiên cho chút xíu à. Nè, mình cho các bạn xem cái bánh nó mỏng dính luôn nè. Đó. Nhìn hấp dẫn không? Và mình cứ tiếp tục mình đổ cho tới khi hết bột vậy thôi ha. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Bánh cuốn ăn với lại chả lụa nè. Đó, nhìn có hấp dẫn các bạn. Đây, và mình làm tôm cháy luôn. Đó, tôm cháy bỏ hơi nhiều cho nên là các bạn thấy nó quá nhiều luôn. Bỏ nhiều vậy ăn cho nó đã. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Nhìn chén nước mắm hấp dẫn không nè. Đây, mình gấp một miếng ăn thử nha. Lấy miếng ở như này. Đây các bạn ơi, nhìn gần các bạn thấy nó mỏng dính luôn nè. Đó, là mình sẽ chấm với nước mắm ăn nè. Nguyên chén nước mắm nè. Mời các bạn nha. Ngon lắm các bạn ơi. Cái bánh nó mỏng tan à các bạn. Mà nó mượt mà. Nó thơm thiệt thơm luôn. Tại vì mình bỏ hành phi vô trong á. Thơm dễ sợ luôn á. Mình có chia sẻ cách làm chả lụa gà, chả lụa heo á các bạn. Công thức nó giống nhau. Ở trên cái video gọi là công thức làm giò lụa gà các bạn. Thì các bạn có gì xem video đó để làm nha. Bây giờ mình ăn qua bên cái tôm. Đây. Các bạn thấy đẹp không? Mời các bạn nha. Ngon. Ngon quá. Cái tôm ăn tôm tươi, mình làm tôm tươi nên ăn thấy nó thơm dễ sợ luôn các bạn. Mình lo làm lúc này cái trí nhớ của mình nó mau quên khủng khiếp luôn các bạn.
Mình lo làm cái mình quên bỏ dưa leo vô. Mà mình chuẩn bị dưa leo, mình cắt sẵn, mình bỏ tủ lạnh xong hết rồi. Cuối cùng mình cũng quên các bạn. Lúc này không biết trí nhớ làm sao luôn á. Và bây giờ mình sẽ ăn chung với lại chả lụa nè. Dưa leo giá xà. Hấp dẫn quá đi à. Nguyên cuốn gì hơi to hả các bạn ha. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Chấm vô đây. Bỏ hết nguyên luôn cái này vô miệng luôn. Ngon dễ sợ luôn. Nước mắm vắt rồi vừa ăn luôn các bạn. Ngon ghê luôn. Mình tạm thời chia tay các bạn, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn làm thành công nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.